Người Paris hoan nghênh biện pháp siết chặt an ninh chống khủng bố, tin từ Paris Nouvelle-sur-Seine, Pháp. Vào ngày hôm nay, thì người Paris công khai bày tỏ sự chấp thuận quyết định của chính phủ Pháp gia tăng các biện pháp siết chặt an ninh để đối phó với sự đe dọa khủng bố. Một cư dân Paris nói là ông hoan nghênh việc chính phủ Pháp tăng thêm 2.680 việc làm mới riêng trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Một người khác thì nói rằng nên tước quyền công dân của những người dính líu đến những hoạt động liên quan đến khủng bố. Sáng sớm ngày hôm nay, thì Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian xác nhận trên đài phát thanh quốc gia rằng một số cựu binh Pháp có tên trong danh sách 3.000 người bị chính phủ theo dõi chặt chẽ vì có thể liên quan đến hoạt động khủng bố. Vào ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp Manuel Valls loan báo nước Pháp sẽ chi 425 triệu Mỹ kim và thuê hàng trăm người lo việc an ninh để ngăn chặn các vụ tấn công tại địa phận của mình và thuê thêm nhân viên lo việc chống jihadist và sau vụ phiến quân Hồi giáo sát hại 17 người.